Ở đây nha anh em, này mình tiếp tục mình chạy chương trình Halo Live Phật Mát Tuôn 4.4. Tiếp tục lần nữa, xem nó hết cháu tanh không. Anh em cố gắng xem nha, để cái gì phục hồi ổ cứng. Chúc mấy bạn laptop tương tự rồi. Người ơi, sao mà tôi